Kính thưa quý vị, ở đây sắp diễn ra một trận đấu kinh điển tại chân núi Cấm. Trước khi chúng tôi lên núi thì đã có một cái cuộc đọ sức là hết đất giữa Cu Mờ Tí và anh Minh Vịt sẽ là hết đất một lượt, và cái độ là chầu tự do sau khi mà về. Bây giờ là trận đấu chuẩn bị diễn ra, mời quý vị thưởng lãm. Đó. Với đây là cái sự chứng và cái sự chứng kiến của hơn đó. Cái sự chứng kiến của hơn 50.000 khán giả đó. Kết quả. Đó, giờ gà bỏ chạy, một gà bỏ chạy. Bỏ chạy luôn. Đó. Đó. Nhưng mà người ta đâu có cái đâu. Bây giờ mình ta tính, ta hết đắt là người ta tính cái số lộ, chứ không phải là tính chạy ra là không chạy. Đúng đó. Nhưng mà người ta không chạy vậy, nhưng mà chạy người ta hết tim mọi cái nó chạy ra bắn nữa ta. Đó, bây giờ là cái có hội đồng ban giám khảo đàng hoàng. Đó. Điếm mày. Không phải ba nha. Nhưng có chạy. Căng quá, cái tình hình rất là tình hình đó chị thấy đó. Dạ cảm ơn anh. Dạ giờ đang mới xong cái trận đấu rồi đó. Dạ rồi anh. Dạ. Đó. Đó quý vị thấy không, đó các anh em bây giờ đó cái gì thấy đó bây giờ đó bây giờ là hiện giờ là lẩu mình thường đang làm một cái môi ảnh để lại lịch sử sau này đó. Đó đúng rồi, đúng rồi. Đó. 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 Thấy con thầy chùa nào mà vừa ngồi hút thuốc mà vừa em đó, cái gì thấy không đó. Mặt kỳ quá à. Đó, thấy không? Đó. Cuộc đời đời phải có qua có lại ha. Đời phải qua lại, anh thấy không, hồi nãy chụp hình lăn lộn chụp hình cho người ta, giờ đến lúc có hai anh em chụp ngược với lại, thấy không đó. Ha, ha, ha.